bán nhiệm vụ bằng văn văn đó, thì ông nói chậm rãi là ông cấm để thử thử, ông không có làm dữ, nhưng mà cái cảnh bộ không sâu, ông quan võ la ông thùng, nhưng mà ông sợ rút chặn cái hết chặn. Nên nói cái ai có tài những chuyện gì có, tài cũng biết ai bán nhiệm vụ, quan chặt lắm. Ai coi ta như sân như có thì đi đi, cái đồ con đi đi đi.